Giới thiệu với các bạn đây là cái bộ tay lắm mở cánh cửa cho anh em chế xe ô tô. Đấy, đây là cái bộ chốt khóa này. Cái chốt này thì nó nằm trên cánh cửa. Hoặc là các bạn đơn giản thì đây, cái chốt này nó nằm trên cánh cửa này. Còn cái chốt trong này thì nó nằm trên cái khung xe này. Đấy, nó hoạt động rất là đơn giản thôi. Thì khi các bạn đóng cửa thì cái chốt này nó sẽ tì vào đây. Thì khi đèo ở đây thì cái chốt nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng lại như này. Đấy, thì khi các bạn muốn mở thì có hai phương thức. Một là mở tay thì ở trong thì có thể mở cái này. Còn ở ngoài ấy, thì trên cái tay nắm này nó có khóa đây này. Cái lẫy này. Đấy, thì khi các bạn cắm chìa vào thì các bạn sẽ đẩy được. Đây, các bạn cắm chìa các bạn vặn rồi thì các bạn có thể đẩy ra như này. Cái này nó đẩy ra thì nó đè vào cái chốt này. Và nó sẽ làm mở cái lấy ở đây ra. Đây. Đấy. Rất là dễ thôi. Và đẹp. Đấy. Chọn bộ của nó đây, gồm có hai tay lắm này và hai bộ kết cấu nắp đậy này. Nắp đậy là nó che như này. Đấy, nó che rất là thời trang này. Đấy. Đây, khi các bạn bắt xe là nó sẽ như một cái hộp đen đen như thế này. Đấy, rất là đẹp. Thì cái này nó sẽ khép cái khe cửa. Đấy, nó như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.